Hello anh em, mình là Bimu. Từ ngày nay mình sẽ chơi Murder Mystery 2. Như em thấy là cái map hiện tại đã được trang trí rất là nhiều ha. Có thể thấy là khung cảnh của đây nó mang cái phong cách Noel, phong cách Giáng sinh ha. Đó, thì đương nhiên rồi, hôm nay là ngày lễ Christmas Eve. Ui vậy gì mới vô hả em, làm gì căng thẳng vậy? Cho em thu thập mấy đồng, mấy bố Murderer làm ơn. Ui, rồi, không bổ. Cái map này nó khá là chật hẹp cho nên là cái việc chạy trốn hay nói là no. Ôi sao cái mình thấy rồi, hiểu rồi em ơi. Con nhỏ nào cầm cái con dao hả? Ôi rồi, ok, hiểu. Rồi chạy vô. Rồi, chạy. Chạy lên, đúng rồi. Mình phải, cái này khúc này mình phải nhảy xuống anh em, nhảy xuống. Đúng rồi. Ok, mình hiểu. Hóa ra là cái thằng mặt đen anh. Thôi bộ cô là cũng khá là khó đây. Thằng đó nó khá nhiều người, nó khá là nhỏ à. Và cái bát này thực sự là nó cũng khá là rộng, ôi khá là hẹp nữa. Cho nên là cái không gian di chuyển mình nó sẽ bị thu. Ôi, nó đâu rồi, Rồi xong chuyên ngu anh em ơi. Chuyên ngu anh em ơi, nhảy xuống. Rồi ok. Không ai có súng hết. Chết rồi. Ok thì anh em thấy là mình có thể khu hợp cái đồng tiền mà có hình dạng như là một cái hoa tuyết ha. Đó, để mà chúng ta có thể. Ôi rồi. Ủa nó không kiếm mình nữa. Ok, hiện tại mình sẽ xuống đây mình nấp hơn. Mong là nó sẽ không thấy mình anh em à. Ui, mình nghe tiếng chết nó nằm ngay trên cái mặt mình. Không, mong là sẽ không phát hiện mình, bởi vì hiện tại là mình. Ui, hồi hộp quá anh em ơi. Mình là cái thằng cuối cùng. Ok. Nặng em đây. Nó có thể phát hiện mình hay lúc nào. Ê! Rồi xong rồi em ơi. Ê, không được. Ôi chết, nạp đạn chưa lên. Má bị kẹt vô cái ghế này mà. Ui trời ơi. Quá cay gì kia, quá còn mấy phút nữa sống rồi. Ôi. Tự nhiên cái bị kẹt cái ghế bắn không được anh em. Mày nào đây? Ủa đâu phải này đúng không? Profile. Đâu phải không? Cái thằng này nào không biết nữa, kệ đi. Đó thì nói chung khá hồi hộp, cái map nó xây nó không có không gian di chuyển hết trơn. Cái map này mình chỉ có chết thôi chứ Murderer nó ăn luôn rồi anh em à. Ok thì đây là những cái nói chung là anh em cái chế độ này đó thì anh em có thể tặng quà cho người khác thôi. Và nói chung là tặng cái món quà đây là cái thùng vũ khí nha. Tặng được 100 cái thùng vũ khí anh em sẽ được một cái cây súng này nè. Cái súng này chắc chắn phải là mythical, bởi vì là cái hình dạng của nó là nó không có giống như cái cây súng bình thường. Mà mấy cái súng mà hiểu kiểu gì á là nó sẽ gọi là mythical à. Đấy, trước là cái này có không gian tí nè. Mấy cái map này thì mấy con Murderer thì nó sẽ khó sống hơn à. Trong cái việc mà truy tìm người gọi là dân thường á. Ok. Rồi, chết rồi. Đúng rồi, cái map này bự này nè, đúng rồi. Murderer mày có hết cửa sống rồi. Nhảy xuống rồi. Không được, cái này nhảy xuống không được. Ui trời. Cái này khá là dễ để mà chúng ta có thể nhặt tiền nha. Thật ra mục đích mình chơi game này để cày lấy dao lấy đồ, nhưng mà sau khi đã có được mythical thì mình cũng không cày gì lắm à. Thật ra thì mấy con dao Giáng sinh thì sưu tầm để mà người ta đi trao đổi, đi bán, đi hay là đi kiếm lời á đồ á thì mình nghĩ là anh em chỉ cần người ta lấy con dao legendary, có con dao legendary của cái ủa cái này đúng không?
được cái mùa Giáng sinh là mùa Halloween năm nào đó thôi. Và sau đó đợi nó người ta phải là dao Legendary nha, hoặc là súng Legendary cũng được của mùa Giáng sinh hay Halloween đó. Rồi sẽ đợi như thế nào mà nó tầm 2-3 năm vậy cho nó lớn giá lên. Lên giá lên nha. Rồi anh em đi trao đổi, khi đó mới có lời. Ui rồi sao. Cái thằng áo đỏ kia nhớ. Ủa nó cầm dao ngược hả? Ok thì cái map này khá là rộng cho nên là chúng ta không thể nào bó buộc cái bản thân mình ở ngoài một cái chỗ vậy ha. Mặc dù là mình biết là có thể chỗ đó nó sẽ có nhiều tiền, nhưng mà cái vấn đề đây là chúng ta có thể có sự lựa chọn khác tốt hơn mà đúng không? Sao cái... khoan từ mình nghe thấy tiếng súng vậy, tiếng tỏ là tụi nó. Thôi mình không lên đâu. Cảm giác nguy hiểm quá anh em à. Nó xuống này một phát là mình cũng hơi mệt á. Lừa... Ui... chết nữa hả? 50 cái snowflake hả? Ok đủ rồi. Bây giờ mình chắc mình sẽ đi... Wow, có vẻ như là mình nghe dựa vào cái tiếng dao nó sẹt sẹt nãy giờ thì có vẻ như là nếu giờ mình rang lại đó mình chết liền luôn em ạ. Đau. Ôi trời ơi. Rồi. Ok. Ôi không được. Ui trời ơi, không được anh em ơi. Cây vãi, nãy mình nhảy qua một tí nữa thôi ăn được rồi. Rồi giờ mình lắc luôn anh em ạ, vô đi cũng được luôn. Rồi, reset chết rồi. Ủa bị lắc nữa. Vậy đó thì ok anh em ơi, quay trở lại anh em ơi. Đó, mình join một cái server mới ha. Hiện tại thì cái server này có thằng Rebirth 10 ha. Wow, cái anh điên này chắc phải chơi Mirror dữ nè. 10.000 người ta giết người á, để coi mình chết nhiều người. Bữa nó nhiều để ý mình giết nhiều người ta. Mới đó 200 mấy người à. Wow. Holy shit. Anh niên này cũng một cái gọi là thánh cày luôn anh em ơi. Mình mới tới level 83, chưa tới level 100 nữa. Và mới vô thì tụi nó đã bắt đầu tụi nó cầm súng lên tụi nó hơi đâm giết nhau rồi anh em. Chết. Cái gì vậy trời? Ok. Tình hình ổn. Thôi. Đầu trận thì không nên gọi là quá căng thẳng với nhau rồi mấy bố chỉ cần. Ôi giời, mình nghe tiếng nào nó đi qua đây. Đầu trận nó còn hết căng nhẫn gì đâu. Ủa, thằng đó cầm súng hả? Thằng nào cầm dao vậy? Ok. Tình hình khá lộn. Map này một trong những map mà khá là khó để mà sống ha. Nếu mà nói giỡn nắp thì cũng tạm. Ủa quay hình như thằng kia cặp dao không ta? Riêng nhỏ này mới cặp dao rồi. Ui, nó lộn quá. Ui, nó cầm dao, mình tưởng nó cầm mi. Nó thử cookie đó là cookie này mà. Bây giờ là đóng cửa rồi thì nó móc dao lúc nào cũng được á. Thực sự là tụi nó chừng móc dao phát thôi là cả phòng này chết hết luôn á. Ui, cái gì? Chết, có thằng, vậy là có thằng Sheriff trong phòng này. Thằng đó thằng nào, mình không biết. À thằng đó, thằng kia. Cái thằng áo đen. Chết, mấy thằng này mở cửa nó coi. Ok, cửa mở rồi. Chúng ta phải chạy trốn ở đây. Cái map này nếu mà anh em mà biết được thằng Sheriff nó ở trong chung phòng mình á, anh em có thể đóng cửa lại nha. Khóa cửa lại và sau đó anh em một chỉ cần giết thằng Sheriff thôi là cả phòng mình chết hết luôn á. Thật sự là cái đó, cái phòng, cái trúc nó vậy đó, rất là khó đó mà. Thoát ra. Đặc biệt là nếu anh em đang đi mà anh em gặp thấy mấy cái mà vật cản cái đồ á, cũng hơi mệt á. Nó cầm cái bông mình cứ tưởng ra nó. Ơi, rồi mình vô thấy khó. Sao ta? Thằng Mơ Đơ chắc chắn là đang là một cái cao thủ của mình. Bởi vì mình biết là những cái thằng mà Mơ Đơ nó sẽ không sớm nó xuất hiện đâu, nó sẽ không sớm, nó sẽ đi từ, nó sẽ giết dần giết mòn anh em. Hoặc là nó sẽ sưu tập hết tiền ở khu vực ở bên này. Kiểu mình sưu tập cho đủ 50 đồng tiền á, rồi sau đó nó sẽ gọi là một lúc nó giết hết luôn à. Ok,
đi đi lên đi lên cũng là đồng cũng là mình. Bây giờ thì mình việc của mình là có vẻ như trận này murder nó không à rồi rồi hiểu rồi hiểu hiểu ui còn mới 47 đồng rồi nó không tròn 50 đồng cây thì kia đó đây là những cái thực phẩm mà anh em có thể à hiểu rồi thì á anh em á khi mà anh em mua cái gói 1.900 Robux rồi á thì anh em sẽ có một con dao rare và sau đó anh em sẽ tiến hóa lên một con legendary và từ con dao legendary này anh em sẽ tiến hóa lên dao godly và từ dao godly này sẽ tiến hóa lên dao ancient đó một con dao có 4 cấp tiến hóa wow cái này là con dao đặc biệt nhất từ cái thử hồi từ game này có đến giờ luôn anh em à tiến hóa được luôn á nhưng mà cái vấn đề là mình có giữ lại được cái con bốn con dao không? Khi mình tiến hóa lên thì biết đâu mình sẽ giữ lại con dao rare hiện tại thì mình không có Evonite Untradeable vậy là vô giá trị rồi thì những con dao này mà mua Robux có giống như dao mình là con dao mình thì mua gần tới 1.700 Robux lần nhưng mà cái này là mình do mình đi trao đổi ha chứ không phải là do mình mua mình đi trao đổi mình có được thôi cái này tức là mình free to play nữa còn còn một số con dao thì mình không biết sao vậy nhưng mà con dao này trao đổi được mà quá sao cái con dao kia nó không trao đổi được Evonite tức là dao tiến hóa đặc biệt với nội anh em à ủa sao bên ơi bên ơi gì giết sớm vậy ủa nào nào ôi thằng cầm cái bông anh em ơi cái thằng mưa đưa này sẽ lộng hành sớm vậy mới vô cho người ta thời gian người ta khoan khoan từ 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 ấy ấy rồi xong luôn ngu vậy chứ à, có sống, có sống. Ôi! Chết, 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 chết. Rồi, ủa? Bà mẹ nó bị kẹt anh em à. Ôi! Cây! Kẹt nữa! Ok. Rồi, thì cái lệnh này kết thúc rồi anh em à. Nói chung có nhiều á. Mình vô chú ý review nha anh em. Đó, còn chơi thua cây thì chịu anh em à. Ok. Tại vì các bạn đang xem clip này nếu thấy clip hay nhớ like cho em nha. Vậy thì bye nè. Bye.